những bản ước tính mới nhất của chính phủ liên bang cho thấy tỷ lệ dân nghèo tại California vẫn cao nhất so với tất cả các tiểu bang khác. Mặc dù là có giảm bớt một chút và tỷ lệ sụt giảm của những người không được bảo hiểm ở tiểu bang này đã chậm lại, lần đầu tiên tính từ trước khi chương trình Medicaid được mở rộng. Theo cơ quan kiểm kê dân số, tỷ lệ những người ở California sống trong cảnh nghèo túng đã giảm xuống còn 19% tức là giảm 1,4% từ mức tỷ lệ trong năm 2017. Tuy nhiên, các chuyên gia về chính sách nói rằng, mặc dù là có tin mừng đó, hơn 7 triệu người vẫn đang phải vất vả kiếm ăn qua ngày tại tiểu bang này, trong đó có nhiều sắc dân gốc Á cũng như là gốc Việt. Số liệu về dân nghèo được công bố vào ngày thứ Tư cho thấy tình trạng rõ nhất về cuộc sống của dân lao động nghèo ở California. Vì bao gồm khoản lợi tức từ các chương trình của chính phủ và các yếu tố trong chi phí sinh hoạt cao ở một số nơi tại tiểu bang này. California là một nền kinh tế hùng mạnh và một số chương trình mạng lưới an toàn để mà giúp đỡ dân nghèo. Tuy vậy, điều đó vẫn thường không đủ để mà ngăn chặn cảnh khốn khổ về kinh tế mà cứ 5 cư dân thì có một người phải gánh chịu theo các dự kiện cho thấy. Chi phí sinh hoạt ở mức cao chính yếu là tiền nhà, đã cản trở nhiều nỗ lực của tiểu bang nhằm cải thiện đời sống của dân nghèo. Và Caroline Danielson, giám đốc chính sách tại Viện Chính sách Công Cộng của California cho biết như vậy. Bà nói là chúng tôi có một cuộc khủng hoảng gia cư ở nhiều nơi trong tiểu bang và tỷ lệ nghèo khổ của chúng tôi là cao nhất ở hạt Los Angeles. Bà nói thêm rằng chi phí sinh hoạt và tình trạng nghèo túng thường ở mức cao nhất trong các quận hạt duyên hải của tiểu bang, khi tính luôn yếu tố đó, chúng tôi gặp khó khăn. Tỷ lệ những người không có bảo hiểm đã giảm từ 7,3% xuống còn 7,2%. Một phần 10 của một mức bớt số điểm là một sự suy si giảm nhỏ hơn khá nhiều so với 4 năm qua. Như nhiều tiểu bang khác, California đã mở rộng Medicaid sau khi đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng được thông qua. Và luật này đã bị chính phủ Trump tấn công cho năm ngoái. Một số người thì cho rằng sự tấn công này đã khiến cho việc cải thiện bị chậm lại tại California. Ông Scott Race, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Chính sách và Ngân sách California, ông nói rằng sự thay đổi náo loạn về đạo luật y tế và nhiều nỗ lực nhằm bãi bỏ luật phải chịu trách nhiệm trong việc cải thiện chậm chạp của tiểu bang. Ông Race nói là chúng tôi đã thấy một đám mây rất lớn của tình trạng bất chấp này xa xuống đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải chăng và Medicaid trong năm ngoái. Ông nói thêm rằng nhiều mưu toan phá hoại luật này có lẽ đã làm cho người ta chán nản không muốn ghi danh tham gia. Tính từ năm 2013, tỷ lệ những người California không có bảo hiểm đã giảm bớt 10%. Chỉ có một tiểu bang khác ghi nhận mức tăng trưởng gần giống như vậy, đó là New Mexico theo một bản phúc trình của cơ quan kiểm kê dân số. ông james scallery, phát ngôn viên của california nói, từ quan điểm của chúng tôi thì đây là một mức thấp lịch sử. nó chỉ là một cú sụt giảm nhỏ từ mức chúng tôi ở cách đây một năm. nhưng đó là một mức thấp lịch sử mới ở california. tiểu bang này đã trải qua mức sụt giảm lớn nhất trong số lượng những người không có bảo hiểm so với bất kỳ tiểu bang nào trên toàn quốc. Trị giá nhà cao thị trường nhà đất đang cạnh tranh gay gắt và có thêm nhiều người muốn mua và muốn dọn vào kết quả là con số những người muốn mua nói dối và gian lận đang gia tăng vì giá nhà đang tăng và nhu cầu đang mạnh và hầu hết gian lận thế chấp trong loại thị trường này do chính những người vay muốn đủ điều kiện để mà vay một món để mà thế chấp theo khó lo chị, những trường hợp có thể là gian dối về thế chấp đã gia tăng hơn 12% có logic đo lường 6 dấu hiệu gian dối. Thứ nhất đó là lý lịch, lợi tức, cư ngụ, bất động sản, chuyển nhượng và nợ bất động sản không được tiết lộ. Cứ 109 đơn vay tiền thì lại có một đơn được ước tính là có những dấu hiệu gian dối. Những trách nhiệm về bất động sản, việc sửa chữa tín dụng, những nguồn cung cấp tiền trả trước đáng ngờ và sự ngụy tạo lợi tức là những thứ thường thấy nhiều nhất. Những đơn vay tiền để mua bất động sản có nhiều triển vọng gian dối hơn là đơn vay tiền tái tài trợ. Và điều đó, nguy cơ gian dối nói chung gia tăng. Vì lãi suất cao hơn, hoạt động tái tài trợ đã chậm lại, do đó con số những đơn vay tiền để mua lại cao hơn, đặc biệt trong cộng đồng gốc Á, theo thống kê. Phải chăng đây cũng dính dáng đến những cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta ở Mỹ, và đặc biệt ở những tiểu bang tập trung đông người Việt sống như là Cali, Texas, gia tăng lớn nhất trong nguy cơ gian dối thế chấp đó là việc báo cáo lợi tức tăng hàng năm 22% sau vụ sụp đổ thị trường địa ốc một thập niên trước đây. Các nhà cho vay đã đặt ra những giới hạn rất chặt chẽ đối với số tiền nợ mà một người vay có thể có so với lợi tức của người đó. Vì vậy, vài người vay đã tìm cách gia tăng lợi tức của họ để được chấp thuận. Internet đang làm cho công việc đó dễ dàng hơn nhiều những tố cáo gian lận thế chấp đang gia tăng theo các nguồn tin tại Fannie Mae. Từ giới thi hành luật pháp những người tiêu thụ, các nhóm thương mại và những người hợp tác của nhà cho vay, những người bán lại các món vay cho Fannie Mae và bị đòi hỏi phải tự báo cáo. Kỹ thuật chắc chắn góp phần trong vấn nạn, theo lời của ông. Nima Gansari là tổng giám đốc của công ty Blend, một công ty nhu liệu dành cho những nhà khởi động thế chấp chúng tôi sẽ sử dụng các dữ kiện và chúng tôi sẽ sử dụng khả năng tìm kiếm những nguồn tin đáng tin cậy như những nguồn ký thác trực tiếp như sổ lương được các kho dữ kiện của các chủ nhân cung cấp trực tiếp. Do đó, người tiêu thụ không cung cấp thông tin đó để có thể thay đổi hoặc sửa chữa. Người ta đang chứng kiến tình trạng gia tăng lớn nhất về gian dối nơi cư ngụ và hầu hết mọi người nói rằng họ sẽ sống trong căn nhà bởi vì các điều kiện vay tiền sẽ tốt hơn so với trường hợp cho người khác thuê. Đối với những nhà cho vay như là công ty Apex, những đơn gian dối chắc chắn có thể làm hại việc kinh doanh của họ bởi vì cuối cùng họ chịu trách nhiệm đối với những món vay mà họ khởi động. Nếu có người nói dối trên một đơn vay tiền nhà đầu tư mà chúng tôi bán, nói vay cho họ là sẽ có thể điều tra những dữ kiện của món vay. Và nếu vì lý do nào đó họ thấy có điều gì mà đáng lẽ chúng tôi phải phát giác nhưng chúng tôi đã bỏ qua, thì họ có thể buộc chúng tôi phải mua lại món vay và có nghĩa là họ sẽ không thực sự mua món vay đó và họ sẽ buộc chúng tôi phải mua lại và giữ nó. Ông Nima Gramsari nói như vậy. Những vùng có tỷ lệ gian dối cao nhất đó là New York, New Jersey, Florida, Washington DC và New Mexico. Theo Kologi, California nơi có vài thị trường địa ốc đắt đỏ nhất trong nước lại được xếp vào hạng thứ 9 cuộc khảo sát cũng thấy một rủi ro gian dối cao hơn nhiều trong những món vay phát xuất từ những nhà cho vay hoặc là môi giới hàng loạt là những cơ sở không tài trợ các món vay mà chỉ thu thập các thông tin của người vay và cung cấp cho những nhà cho vay điều đó có nghĩa là những nhà môi giới cũng đang gian dối và đây là chuyện thông thường trong thời kỳ thị trường địa ốc bùng phát vừa qua khi sự gian lận thế chấp góp phần đưa tới một trong những cuộc khủng hoảng tài chính tệ hại nhất trong lịch sử hoa kỳ trục xuất trong tiếng Anh là removal và theo điều luật 237 thì được áp dụng để trục xuất những người nào đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Là trục xuất này có bốn trường hợp xảy ra thường xuyên. Trường hợp thứ nhất là ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Trường hợp thứ nhì đó là khai gian với sở di trú để hưởng quyền lợi di trú. Trường hợp thứ ba là không làm đúng điều kiện mà người đó đã cam kết với sở di trú. Trường hợp thứ tư đó là những người không phải công dân Hoa Kỳ bị kết án phạm hình luật. Trường hợp thứ nhất ở Hoa Kỳ thì bất hợp pháp thường hợp này xảy ra rất nhiều. Theo luật di trú, ở Hoa Kỳ bất hợp pháp có rất nhiều trường hợp. Điển hình như trong trường hợp du lịch có người ở Hoa Kỳ quá thời hạn sở di trú cho phép. Hoặc người đó đi làm hay là đi học trong khi giấy chiếu khán của người đó ở Hoa Kỳ là du lịch. Và vì vậy tự động người đó trở thành lưu trú tại Hoa Kỳ bất hợp pháp phải nói nhỏ với cộng đồng người Việt chúng ta, trường hợp này đối với người Việt chúng ta cũng không ít. Điển hình khác là trong trường hợp du học thì có người chỉ đi học được một hoặc là hai mùa sau đó bỏ học, hoặc là đi làm mà không có giấy phép do sở di trú cấp. Trường hợp thứ hai đó là khai gian với sở di trú, hoặc là khai gian với tòa đại sứ, tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Được hưởng quyền lợi về di trú Điển hình như trong trường hợp diện, thường được gọi là diện PIP, những người con là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha mẹ. Khi cha mẹ được đi Hoa Kỳ thì những người con còn lại trên 21 tuổi được đi theo cha mẹ nếu chưa có gia đình. Theo luật di chú thì không có gia đình tức là không có vợ hoặc không có chồng. Có những người khai với sở di chú là họ không có vợ hoặc có chồng. Sự thật người đó đã có gia đình nhưng giấu để được đi Mỹ theo cha mẹ. 10 năm sau khi vào Mỹ được thẻ xanh, người đó lại bảo lãnh cho chồng hoặc là cho vợ còn lại Việt Nam. Đương đơn dùng giấy hôn thú đã có trước khi qua Mỹ để nộp cho sở di trú vì họ nghĩ rằng chuyện đó đã quá lâu và hồ sơ đó chính phủ Mỹ không còn lưu giữ lại. Và điều này thực sự cũng nói rằng rất nhiều người Việt chúng ta đã thực hiện đã có gia đình ở trong nước và vẫn khai là không có gia đình để được đến Mỹ sau khi sở di trú chấp thuận hồ sơ bảo lãnh và gửi hồ sơ cho lãnh sự phỏng vấn, thì lãnh sự phát giác là người bảo lãnh đã có hôn thú trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thì tòa lãnh sự sẽ chuyển những hồ sơ đó về sở di trú để mà giải quyết. Khi nhận được những hồ sơ đó thì sở di trú bắt đầu tiến hành thủ tục trục xuất người đã làm đơn bảo lãnh cho vợ hoặc cho chồng ở Việt Nam. Trường hợp thứ ba là không làm đúng điều kiện đã cam kết với sở di trú. Trường hợp này thường xảy ra rất nhiều trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Công dân Hoa Kỳ về Việt Nam để mà lập gia đình với một người ở Việt Nam và sau đó làm đơn bảo lãnh người ấy qua Hoa Kỳ. Theo luật di trú thì một công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho chồng hoặc cho vợ để được sang Mỹ thì người được bảo lãnh phải chấp thuận điều kiện và chỉ có thẻ xanh tạm, có hiệu lực 2 năm thôi. Khoảng 2 năm sau khi vào Hoa Kỳ, người công dân Hoa Kỳ cùng với người được bảo lãnh phải làm đơn để xin thẻ xanh vĩnh viễn. viễn. Sở chú chỉ cấp thẻ xanh nếu hai người vẫn còn hôn thú và vẫn còn chung sống với nhau như vợ chồng. Nếu khoảng 2 năm sau khi vào Hoa Kỳ mà người được bảo lãnh không được người bảo lãnh làm đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn, viễn thì có thể sẽ bị trục xuất, ngoại trừ điều kiện đó được miễn. Và trường hợp thứ tư thì trường hợp của những người nào không phải là công dân Hoa Kỳ và đã bị kết án phạm hình luật. Có những người bị cáo về hình luật đã chấp nhận điều hình với hoặc là nhận tội dù là người đó có tội hay không. Và họ nghĩ rằng ở tù vài tháng sau đó thêm vài năm tù treo, thế là xong. Họ muốn chấm dứt sự đối đầu với pháp luật để bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng thật ra, chính vì những sự nhận tội cho xong đó hoặc là chấp nhận điều đình đó lại có thể làm cho họ bị trục xuất. Một phần trong điều luật 237 nói rằng, khi người thường chức nhân phạm tội, tạm dịch là có tính cách suy đổi đạo đức trong vòng 5 năm được sự thường trú và tội đó có thể bị án tù 1 năm trở lên thì sẽ bị trục xuất. Quý vị nên chú ý rằng có thể bị án tù 1 năm trở lên chứ không phải là bị án tù 1 năm trở lên. Nghĩa là dù rằng đương sự bị án 6 tháng, nhưng tội đương sự phạm phải có thể bị phạt 1 năm tù trở lên, đương sự cũng sẽ bị trục xuất. Một phần khác trong điều luật 237 nói rằng nếu đương sự bị phạm hai tội có tính cách suy đổi đạo đức, thì đương sự có thể bị trục xuất. Theo điều luật này thì nếu đương sự phạm hai tội ăn cắp vặt sẽ bị trục xuất. Một phần trong điều luật 237 nói rằng nếu như đương sự bị phạm tội được coi là aggravated felony thì sẽ bị trục xuất. Những tội được coi là aggravated felony đó là những tội giết người, hãm hiếp, ăn cướp và bị án trên một năm, buôn lậu ma túy, buôn lậu vũ khí, những tội hành hung và bị án tù trên một năm những tội giả mạo chữ ký hoặc giấy tờ và bị án tù trên một năm, những tội gian lận và sự thiệt thòi cho nạn nhân trên 10.000 đô la Mỹ. Những tội nêu trên chỉ là một phần của những tội có thể bị trục xuất và sự trình bày trên không bao gồm tất cả tội mà đương sự có thể bị trục xuất. Đương sự nên tham khảo với một luật sư thực thụ về luật di trú để mà hiểu rõ thêm. Mọi thắc mắc xin liên hệ thêm luật sư Darren Nguyễn Ngọc Trương hoặc là luật sư Lưu Trọng Cẩm Thương qua số điện thoại 949 878 9888. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.